kịch tính, hồi hộp, nghẹt thở, để rồi vỡ òa trong niềm sung sướng của chiến thắng. Đó là những cung bậc cảm xúc xuyên suốt trận chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh diễn ra vào chiều ngày 16 tháng 5 tại trường bắn Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Nhà đương kim vô địch SEA Games Hà Minh Thành gặp sự cố khi hệ thống tính điểm hiển thị nhầm điểm của anh. Theo đó, bảng điểm hiển thị Minh Thành có 2 điểm, nhưng kết quả thông báo Minh Thành không giành được điểm nào sau lượt bắn này. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của một xạ thủ đẳng cấp, tay súng của Việt Nam đã lấy lại sự tự tin, rồi bình tĩnh giành điểm số tuyệt đối ở những lượt bắn sau, trước khi bảo vệ thành công tấm huy chương vàng một cách đầy ngoạn mục. Chia sẻ về những cảm xúc khi sự cố khiến tâm lý bị ảnh hưởng, Hà Minh Thành bộc bạch. Trong cái giai đoạn mình đã chuẩn bị rất tốt rồi vào để bắn chung kết, khi mà xảy ra cái kia đấy thì mình có cái suy nghĩ về vấn đề trạng thái tâm lý. Khi mình bắn được hai điểm mà trọng tài vô mình không được điểm nào thì mình cũng thấy xảy ra cái trạng thái là mình cứu lại, làm cho mình lúc đấy là cũng không tự tin vào cái bản thân của mình. Sau khi được thay bia và bắn lại từ đầu ở trận chung kết 25m súng ngắn nam, Hà Minh Thành đã khởi đầu không tốt ở hai loạt đầu tiên. Bước ngoặt xuất hiện ở lượt bắn thứ 3 khi Hà Minh Thành bắn hoàn hảo được trọn vẹn điểm. Trước khi từ loạt 4 trở đi, anh luôn duy trì phong độ ổn định để duy trì vị trí dẫn đầu. Trong 5 viên cuối, cả Hà Minh Thành và Hafiz của Malaysia đều bắn được thêm 3 điểm hồng tâm. Xạ thủ của Việt Nam giành huy chương vàng với 27 điểm hồng tâm. Vận động viên Hafiz nhận huy chương bạc, còn huy chương đồng thuộc về vận động viên Kham Haeng của Thái Lan. À, hôm nay thì tất cả mọi người cũng chứng kiến cái màn biểu diễn hết sức là thành công, hết sức đẳng cấp của Hà Minh Thành, để chứng tỏ cái việc là vận động viên Hà Minh Thành hiện nay chúng ta, mặc dù ngày hôm nay bắn súng đạt được huy chương, nhưng rõ ràng cái tấm huy chương đây là cái tấm huy chương mà ở thế giới là đẳng cấp. Tôi cho rằng là chúng ta không phải là chúng ta đạt bao nhiêu huy chương, mà cái thành tích của Hà Minh Thành rất là ấn tượng. Chiến thắng của Hà Minh Thành giúp bắn súng Việt Nam giành được tấm huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 31. Đây là niềm khích lệ to lớn cho các vận động viên còn lại của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.